bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Top sao Hoa ngữ tỷ view Douyin, Triệu Lệ Dĩnh sắp phá mốc 200 tỷ, Tiêu Chiến vững top 1. Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh là những ngôi sao nhận được nhiều sự quan tâm trên nền tảng Douyin. Vừa qua, danh sách tổng hợp nghệ sĩ Trung Quốc bao gồm cả nam và nữ minh tinh. Trên nền tảng Douyin đã vừa được hé lộ trên Weibo và nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, sau một thời gian dài tiếp tục thu thập số liệu, danh sách này đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nhìn chung những vị trí đầu bảng xếp hạng này vẫn tương đối ổn định, đặc biệt là vị trí đầu tiên và thứ hai của Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, ngôi sao đang sở hữu nhiều lượt xem Douyin nhất lúc này là Định Lưu Đoạn Tầng, có nhân khí cao ngất ngưỡng, thuộc hàng cực phẩm Cbiz với 184,97 tỷ view. Tiêu Chiến bắt đầu gia nhập hàng ngũ Định Lưu Hoa ngữ sau khi siêu phẩm Trần Tình Lệnh lên sóng. Không chỉ Tiêu Chiến mà bản thân Vương Nhất Bác cũng được hưởng lớn nhờ sức nóng bỏng tay của siêu phẩm đam mỹ này. Tiêu Chiến cũng là nam nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất tại làng giải trí Hoa ngữ có lượt xem Douyin vượt mốc 180 tỷ view. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2023 đến 23 tháng 8 năm 2024, Tiêu Chiến nằm trong nhóm nghệ sĩ có mức tăng trưởng về lượt xem chủ đề cao nhất. Thành tích của anh vượt qua những sao nữ đình đám như Triệu Lệ Dĩnh 36,1 tỷ, Bạch Lộc 33,9 tỷ và Dương Tử 31,6 tỷ. Chỉ xếp dưới Vương Hạc Đệ 38,7 tỷ cùng với Châu Kiệt Luân 36,7 tỷ mà thôi. Theo sau ngay Tiêu Chiến, xếp ở vị trí thứ hai là Triệu Lệ Dĩnh có hơn 170 tỷ view Douyin, đồng thời giữ vững vị trí nữ nghệ sĩ có lượt xem cao nhất trên nền tảng này. Sau cuộc hôn nhân tròng vành với Phùng Thiệu Phong, tâm sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày một lớn. Cô không chỉ muốn khẳng định bản thân ở mạng truyền hình, trở thành diễn viên phái thực lực trong mắt công chúng, mà còn muốn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh. Sau thời gian dài cố gắng, nỗ lực, khán giả và giới chuyên môn đã và đang dành cho Triệu Lệ Dĩnh những công nhận nhất định. Điều đáng nói, Triệu Lệ Dĩnh không có quá nhiều hoạt động trên Douyin, cũng rất hiếm khi quay clip bắt trend như nhiều người nổi tiếng khác. Số lượt xem cô tích lũy được chủ yếu do độ nổi tiếng của các nhân vật, tác phẩm mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia. Ngoài Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, trong top 5 sao Hoa ngữ có tài khoản Douyin vượt mốc tỷ view thì còn có Dương Tử, Vương Nhất Bác, Dương Mịch lần lượt xếp ở vị trí 3, 4 và 5. Các vị trí này chứng kiến sự bám đuôi sát nút giữa các nghệ sĩ, thậm chí có nhiều biến động lớn sau khi các đại diện có phim mới lên sóng. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.